Xin chào các bạn, hôm nay cuối tuần tiếp tục mình lên mã số nho thân gỗ để giao lưu với các bạn ha. Rồi tuần rồi thì mình không có lên clip được các bạn, do mình bận công chuyện cho nên mình không có lên clip được. Hôm nay thì mình có soạn ra một số mã nho thân gỗ để giao lưu với các bạn ha. Theo thường lệ thì kênh mình sẽ đăng video vào lúc thứ bảy và chủ nhật hàng tuần nha các bạn, giờ lúc 6 giờ chiều, cố định cho anh em dễ lựa ha. Các bạn có nhu cầu mua nho thân gỗ cây đẹp thì liên hệ mình, đăng ký kênh để theo dõi vào cuối tuần ha. Đầu tiên thì mình sẽ vào hai mã, đó là mã 4B và mã 20A, là lô 12 vụ. Lô này là lô 1 triệu mốt bao ship nha các bạn. 12 vụ lô 1 triệu mốt bao ship. Đây là cây 4B. Thì hẳm gà nó đang qua cái đợt trái của nó các bạn, cho nên nó cây nó ra trái ít à, một số cây nó đang ra trái xanh thì mình soạn ra quay cho các bạn xem ha. Cây này thì một cốt thoát thân thấp lên hai nhánh ha các bạn. Cái vết này là cái vết bị xước, cái nhánh bị xước ra ha. Và nó đang liền hẹo nè các bạn, đang liền hẹo. Chứ không phải là nó bị hư nha. Thường thường nho thân gỗ thì nó cũng ít bị hư thân lắm. Nó bị xước cây và đang liền thẹo lại. Và nho thân gỗ thì nó liền thẹo cũng nhanh lắm các bạn, nó liền thẹo rất là nhanh. Nè, cây đang ra trái xanh lại nè, mới qua đợt trái nó. Nãy giờ mình cũng soạn ra nhiều cây nhưng mà toàn là trái xanh non thôi, nó chưa có chín đỏ ha, do nó mới qua đợt. Cây này dáng cũng đẹp lắm bạn, lôn chịu mốt nè, mã 4B. Chiều cao nó thì nó cao tầm khoảng chừng 1m, 2m3. Cái này là do mình cắt đọt bớt nè. Cao lắm, nó cao lắm, mình cắt đọt bớt thì nó đâm tàn ra. Nhiều anh em cũng mua về thấy cao quá cũng hỏi mình là có cắt đọt được không. Thì cắt bình thường các bạn, các bạn cắt tầm khoảng chừng gang tay trở lại thì bình thường. Cắt thì nó sẽ đâm tựa cao và nó hạn chế chiều cao nó. Nó đâm tạc bung ra, tạng nó sẽ đều hơn. Rồi kế tiếp là mã 20A. Mã 20A là 12 vụ luôn nha các bạn, 12 vụ luôn. Lô 1 triệu mốt, cây cũng đang ra trái, 12 vụ trái đỏ nữa ha. Cây cũng đang ra trái xanh li ti. Với qua đợt cho nên trái nó hết nha các bạn. Tùy đợt, có đợt thì trái nhiều, mình soạn ra có một số cây rất là trái rất là nhiều. Một số cây thì nó đang ra trái xanh non. Cây này thì chiều cao cũng là tầm 1m2, 1m3. Tàn cũng khá ok ha. Mã 20A. Lô 12 vụ, lô 1 triệu mốt, 3 ship. Rồi bên đây cũng có một cây 12 vụ, lô 1 triệu mốt bao ship luôn. Mã 7A. Cây này cũng đang ra trái xanh non. Chiều cao cây thì tầm khoảng chừng 1m, 2m3 luôn các bạn. Lô 1 triệu mốt luôn. Thì cái lô này mình cũng tặng thuốc cho các bạn đó các bạn, tặng thuốc diệt xịt dưỡng cho các bạn. Kế tiếp là mã tứ quý nha, mã 7B. Mã 7B tứ quý, lô 1 triệu mốt bao ship. Cây thoát thân lùn các bạn, cây thoát thân lùn, lùn khoảng chừng 3-4 cm thôi và lên hai nhánh. Dáng cây cũng tàn tròn đều các bạn. Cây thì đang ra trái li ti rất là nhiều nè. Cái này thì tầm một tuần nữa thì nó sẽ chín các bạn. Vòng quay của nó thì tầm 7 ngày sẽ to và chín. Chín tứ quý chín nó sẽ màu đỏ đen đậm, nó cũng vẫn còn cái màu đỏ nhưng mà nó đậm hơn cái 12 vụ. Hơi xa cho bạn xem dáng, những cái cây dáng lùn như thế này thì các bạn lên chậu chơi bonsai được nha, dáng sẽ đẹp hơn. Cây cao tầm 1m2, tán tròn, một cốt hai nhánh, tứ quý 7B, lô 1 triệu mốt bao ship. Kế tiếp là mã 12 vụ nha các bạn, mã 12 vụ, mã 8B. Cây này là một cốt thấp, rất là thấp luôn, tầm khoảng 1 cm thôi. Và đưa lên hai nhánh, một nhánh nhỏ, nhánh bự. Cây đang ra trái rất dài dài lên đây, cũng là mới ra trái non thôi. Thì những cái loại 1 triệu mốt này nó đã ra trái rất là nhiều đợt các bạn, già cây à, trên 5 năm tuổi à. Cho nên anh em mà mua cái lô giá tầm trung này thì về chăm lại cái cây nó sẽ nhanh ra trái hơn và trái nó sẽ ra nhiều. Chiều cao cây này cũng cao lắm các bạn, tầm 1m3 hơn. Tàn cũng khá ok nha, tàn cũng nhiều đó, một cốt hai nhánh, mã 8B, lô 12 vụ, lô 1 triệu mốt bao ship. Thường thường mình sẽ quay từng mã như thế này cho các bạn dễ lựa ha. Lựa dáng cho nó dễ, nhưng mà quay chung chung thì các bạn lựa khó lắm. Kế tiếp là mã 20B, là lô sinh viên, lô tứ quý, lô 500. Thoát thân cực kỳ cao luôn. Một gang tay mình là 22 cm. Đó, mà lên tới đây là có thể là trên 30 cm đó bạn, trên 30 cm.
Nhiều anh em thích thoát thân cao, cây đang ra trái đùm đùm này. Đây là những cái lô sinh viên này, là lô 500 này, là cái cây nó mới bó trái đầu các bạn. Có nghĩa là nó mới ra đợt trái đầu tiên. Cũng trái cũng nhiều các bạn. Cây bó trái đầu mà được 5-6 trái là gọi là ok. Một cốt thẳng lên nhiều nhánh. Thì cây này các bạn thảy ra vườn trồng nó cũng nhanh lớn các bạn. Khoảng 20 bên. Lô 500 tứ quý nha. Kế bên là lô 450 cũng là sinh viên. Cây này nó chỉ có một cây thôi cho nên mình không có lấy gắn mã. Đây là 12 vụ nha. Lô 400 này thì mình chỉ có 12 vụ thôi. Các bạn thấy trái đỏ nè ha. Trái đỏ. Còn tứ quý nè. Tứ quý nó trái sẽ nghiêng về màu đen một tí nè. Ha, nó vẫn còn đỏ nhưng mà nó đen đậm hơn tí. Đó, đây là 12 vụ trái đỏ nè. Khác xa nha ha. Và cái lô này thì cây nó nhỏ hơn cây này luôn, nhưng mà nó cũng đã bó trái đầu rồi. Nó là thuộc dạng chiết cành, giam cành cho nên nó ra trái rất là nhanh. Còn nguyên thủy mà cỡ này thì trồng ít nhất cũng cả 2 năm hơn nữa thì nó ra trái. Đây là 12 vụ ha, có một cây duy nhất thôi, 450. Bao ship chiều cao thì tầm khoảng chừng 60cm đổ lại ha. Hoành thân bằng ngón tay cái, hoành thân bằng ngón tay cái nha. Có một cây duy nhất. Đây là cây lô 500, hoành thân cũng bằng ngón tay cái, nhìn nó cao hơn, già cây hơn. Rồi kế tiếp mình sẽ qua cái mã 14B các bạn. Mã 14B cũng là 12 vụ, lô 1,1 triệu, bao ship, cây này dáng thẳng cao. Thoát thân lên thì tầm khoảng chừng 3-4cm và lên 2 nhánh. Cây cũng đang ra trái non, trên đây nó cũng ra một đùm trái nè. Đó, thì mình nói với các bạn là nó mới qua đợt các bạn, mới qua đợt cho nên trái nó ít. Nó cũng tùy đợt đó nè. Vô vụ của nó là trái nó rất là nhiều. Mới qua đợt trái, mình cũng đã hái một mớ để mình ngâm rượu, cho nên cũng có một số cây tay từng rồi mình không có về quay clip á, cho nên nó nhiều cây nó có trái nhiều lắm nhưng mà mình không quay cho nên nó rụng bớt, chứ mình hái để nó chín chim ăn nó uổng. Cây này đang ra rễ nổi các bạn, rễ nổi nè, thoát thân thẳng lên 2 nhánh, cây này dáng đẹp lắm bạn, nó chống phần thân này là mình tỉa nhánh cán bớt rồi đó, lên đây nó phân tàn ra đều nè. Và chiều cao của nó là tầm khoảng chừng 1m3-1m4 các bạn. Chiều cây này cao lắm nè, cao qua đầu mình. Dáng đẹp, tàn đều khúc trên nữa các bạn. Mã 14B, lô 1,1 triệu, bao ship. Rồi, kế tiếp là mình tới mã 15B, cũng lô 1,1 triệu, bao ship luôn. Hôm nay thì lô đá tầm trung nhiều các bạn. Giá sinh viên hơi ít, giá sinh viên thì cây nó chưa có ra trái nhiều. Cũng đang ra trái li ti nè. Giá tầm trung thì cây nó sẽ già cây hơn cái lô giá sinh viên nha các bạn. Cây này thì chiều cao nó hơi lùn một tí, tầm khoảng chừng 1m1-1m2 đổ lại đây. Mã 14-15B, 12 vụ lô 1,1. Kế tiếp là mã 3A, cây này đều nè, cây này dáng đều đẹp nè. Mã 3A, một cốt lên 2 nhánh, cũng là 12 vụ lô 1,1 nè. Một cốt lên tầm 3-4cm, lên 2 nhánh. Dáng này dáng lùn nha, dáng lùn chơi kiển được. Thường thường mình hay nói dáng lùn á thì các bạn lên chậu chơi kiển nó sẽ đẹp hơn dáng cao. Dáng cao thì các bạn có thể trồng vào vườn để lấy trái. Còn những dáng lùn lùn như thế này các bạn lên chậu đẹp lắm. Nè, lùn tàn tròn đều. Tàn tròn đều, chiều cao thì có giới hạn tầm 1m1-1m2 đổ lại. Lô 12 vụ, lô 1,1 bao ship, mã 3A. Rồi kế tiếp cũng là 12 vụ, lô 1,1 triệu, bao ship. Mã 5B ha. Trái đang ra trái non, li ti. Đây có một số trái chín nè. Và nó đang ra bông li ti nữa nè. Cây này thì nó cũng có rễ nổi nha các bạn, rễ nổi nè. Nhiều anh em thích rễ nổi thì nó sẽ ra bông ngay đây luôn. Nữa nó ra trái li ti đây nè, rất đẹp. Rễ nổi là sẽ ra bông dưới rễ luôn các bạn. Cho nó lạ thôi. Một thoát thân thấp nè. Mã 5B. Quay xa cho bạn xem dáng nè. Tàn cũng khá ok ha, chiều cao tầm 1m2-1m3. 5B, 12 vụ lô 1,1. Rồi kế tiếp thì mình sẽ qua cho các bạn thêm cái mã tứ quý ha, mã 12A. Tứ quý xen kẽ giữa tứ quý và 12 vụ lô 1,1, mã 12A. Và cây này cũng đang ra trái xanh li ti. Đây là trái đợt trái trước của nó nè. Không hái thì chim nó sẽ ăn. Đó. Cho nên mình không có quay clip thì mình phải thu hoạch trái để chim nó ăn uổng các bạn, thu hoạch để mình ngâm rượu ha.
Đó, trái cũng ra lai gai cũng nhiều nè. Đây là tứ quý nha. Lô 1,1 triệu bao ship. Cây dán nghiêng. Dán nghiêng, dán bay. Vậy cho các bạn xem cái dán để các bạn thích cái dán nào thì các bạn sẽ chốt cái mã đó để về mình lên chậu cho đẹp ha. Dán đa số thì dán thẳng nhiều, ít dán bay. À, như cái này là dán bay nè. Về các bạn trồng thẳng đây thì nó có một cái nhánh bay bay ra. Và cũng là tàn tròn các bạn. Tàn tròn. Tứ quý nha, lô 1,1 triệu bao ship. Và sau cái video mình sẽ chụp hình lại từng cây cho các bạn dễ lựa. Các bạn cứ kết bạn à. Nói mình gửi mã nào thì mình sẽ gửi hình lại cho các bạn xem. Mã 11A, 12 vụ, lô 1,1 triệu bao ship. Cây này thì đang còn trái nhiều. Nhưng mà trái nó cũng đã gần chín hết à. Mình không hái thì bị những cái con thiên địch tấn công. Như là gùi vàng, kiến vàng, nó thích mấy cái chất ngọt à. Nó chích vô, à, rất là uổng. Mã 11A, lô 12 vụ, lô 1,1 triệu bao ship. Cây lên thoát thân một cốt, lên gì? Hai nhánh, một cốt lên hai nhánh nha. À. Chiều cao thì tầm 1m2. Kế tiếp là mã 9B các bạn, mã 9B cũng là 12 vụ. Đây cây này là dán thẳng cao nè. Đó. Không phải là dán lùn giống như mấy cây nãy nha. Cây này là dán thẳng cao. Nhìn ở ngoài nó cao. Cao ráo. Và nó cũng đang ra trái xanh li ti rất là nhiều nè. Dài dài lên đây luôn. Rồi xa cho các bạn xem dáng ha. Mã 9B nha. 12 vụ 9B. 12 vụ lô 1,1 triệu bao ship. Cây chiều cao tầm 1m3. Dáng cao. Rồi kế bên là tứ quý. Cũng là dáng bay luôn. Tứ quý mã 3B. Dáng bay, dáng hơi nghiêng tí. Nè, cây này đang ra trái nè, nhưng mà những cái trái này mình không có thu hoạch nè, nó bị kiến vàng cắn nè, chim ăn nè. Đó, chim ăn thì nó sẽ lòi cái hộp ra như thế này. Đó, kiến vàng bu. Tứ quý lô 1,1 triệu bao ship. Bên đây nè, nguyên đùm trái bị chim ăn hết rồi. Dán lùn các bạn, dán lùn chiều cao tầm 1m1 đổ lại đây. Lô tứ quý lô 1,1 triệu bao ship. Mã 3B. Rồi nãy giờ mình giao lưu với các bạn một số mã nho thân gỗ. Các bạn thích mã nào thì liên hệ mình. Mình sẽ chụp hình gửi cho các bạn xem ha. Bên đây là cái cây cherry, cherry Brazil, cây lở, cây đã hoa ra trái rồi. Và mình cũng giao lưu với các bạn là 8 cây này là 800k bao ship, mình đang soạn ra để giao cho anh khách nè. Cây cherry, cây lở. Cây cherry thì nó có hai đợt bông thôi các bạn. Ha, một năm có hai đợt bông. Các bạn muốn nó ra bông nhanh thì bạn lật cái lá già, chừa lá non sẽ ra bông. À, cherry Brazil, cây lở 800k bao ship. Cây này đang soạn ra giao khách ha. Rồi mình chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào video tuần sau nha các bạn. Anh em nào có nhu cầu nho thân gỗ đăng ký kênh theo dõi mình. Rồi chào các bạn.